Thưa quý vị, để mùa hè thực sự là mùa vui, phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến nhu cầu, sở thích của con trẻ. Qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất của trẻ em sau một năm học nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh. Một giờ học violon của những bạn nhỏ mới bắt đầu biết đến bộ môn này. Rất tập trung nhưng cũng đầy cảm xúc và niềm say mê âm nhạc. Nhiều em lặn lội từ Hoa Vang xuống trung tâm thành phố để thỏa ước sự yêu thích của mình. Những giây phút thư giãn ngày hè vì thế trở nên vô cùng thú vị và đầy những trải nghiệm mới mẻ. Mùa hè năm nay con học violon bởi vì nó rất thú vị. Có nhiều bạn là 4 tuổi, 5 tuổi. Cũng có nhiều bạn là 13, 14 tuổi và cái sự hiểu biết các bạn nhỏ thì nó sẽ hơi chậm hơn xí. Cho nên là cũng còn cái khó khăn, nhưng mà ở đây thì môi trường thì chủ yếu là vừa vui chơi và vừa học tập. Lắng nghe những nhu cầu về thể chất tinh thần của con, nên mùa hè của thiếu nhi giờ đây có lẽ được trả về với đúng nghĩa của một kỳ nghỉ. Bữa nay con 5 tuổi, con thấy học tham gia lớp này tại vì có nhiều bạn. Trong cái kỳ hè này thì tôi cho con đi học nhảy aerobic. Sau cái một năm học căng thẳng thì tôi cũng muốn cho con được vui chơi cùng bạn bè, được giải tỏa, học cái môn mà nó yêu thích. Những trải nghiệm bổ ích thú vị ngày hè sẽ nuôi dưỡng cho con trẻ nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để các em được tham gia các khóa học năng khiếu, kỹ năng trong dịp hè. Vì vậy, rất cần sự chung tay của các cấp hội đoàn thể trong việc tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, miễn phí cho thiếu nhi trong dịp hè, nhất là các em ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn còn nhiều khó khăn.